Những người thông minh đều biết, chỉ có chậm mới là nhanh thực sự. Quý vị thân mến, ngày nay chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, lối sống của đa phần thế hệ người Việt hiện đại là gấp gáp, hối hả, vội vã. Vậy vì sao chúng ta lại sống gấp tới như vậy? Tại sao cuộc sống luôn phải gắn với cụm từ tranh thủ? Phải chăng người ta quá bận rộn, không còn thời gian rảnh? Câu trả lời là không. Những người sống gấp hầu hết đều không phải là những nhân vật nổi tiếng hay có một vai trò quá quan trọng cho một tổ chức doanh nghiệp. Và thời gian rảnh lại chính là thứ họ có nhiều nhất. Họ không phải bận công to việc lớn gì, mà họ bận lướt web lên mạng xã hội, cày game, chụp hình tự sướng, quay clip câu like. Họ không có thời gian xem những video mang nhiều tính giáo dục tư duy hay giáo dục lối sống, nhưng họ có đến 20 tiếng mỗi ngày để xem trên mạng xã hội. Dừng xe khi chờ đèn đỏ, số đêm mới báo về giây thứ 3 là người ta đã ào ào vọt lên nhanh. Có lẽ họ sợ chậm mất một vài giây để đến với nơi hẹn. Đó là lối sống chớp nhoáng, thiên về số lượng, chứ không có chiều sâu chất lượng. Một trong những hệ lụy là lao động ngày nay rất ít sáng tạo và ưa nhảy việc. Lối sống bốc đồng, gấp gáp của người trẻ cũng ngày càng gia tăng. Thậm chí đến cả lúc ăn, họ cũng phải tranh thủ cắm mặt vào cái điện thoại, sợ bỏ lỡ thông tin vàng ngọc nào đó. Ăn xong ra khỏi quán là không nhớ mình vừa ăn cái gì. Đối nghịch với sống gấp là thứ mà người ta vẫn gọi là sống chậm. Thế nhưng rất nhiều người hiểu sai về hai từ sống chậm. Sống chậm là toàn tâm toàn ý với việc mình đang làm, và vì cẩn trọng cân nhắc, tránh sai sót đáng tiếc do lơ là ý thức tạo ra, nên đa số họ sẽ chậm hơn người bình thường một chút. Thực ra người bình thường cũng chỉ làm theo thói quen, để rồi gặp phải rắc rối vì thói quen xuất hiện không đúng chỗ và sai thời điểm. Ví dụ, một người tưới nước hoa cho chậu cây, chỉ cần đủ cẩn thận sẽ không để nước vông vãi đổ ra ngoài, không ảnh hưởng đến người khác đi qua đi lại, không phải mất công lau dọn sau đó. Đó là những rắc rối không đáng có. Sống chậm là một cách sống trải nghiệm, học hỏi mọi biểu hiện dù là nhỏ nhất của thân khẩu ý, ý thức rõ ràng như mình đang thực sự làm gì, nghĩ gì và nói gì. Xã hội thà thiếu vật chất một chút, nhưng mỗi con người trong xã hội đều thấy hạnh phúc, còn tốt đẹp hơn trăm nghìn lần cái xã hội dư giả vật chất mà con người trong đó lúc nào cũng dẫm đạp lên nhau để mà sống. Hơn nữa, năng suất xã hội không còn hoàn toàn phụ thuộc vào việc con người đó lăn xả hay bất chấp như thế nào. Con người khi thư thái về tâm hồn có thể tạo ra những thành quả gấp chục lần so với những người cắm đầu mù quáng làm trong cùng một lượng thời gian. Nhưng chậm như thế nào cho đủ thấm thật sâu ý nghĩa của cuộc sống? Chậm để tăng chất lượng sống nhưng vẫn bắt kịp nhịp sống hối hả. Sống chậm không phải là tốc độ dịch chuyển theo công nghệ, mà thực chất là chậm rãi tưởng thưởng cho cuộc đời mình. Sống chậm ở đây không có nghĩa là cho phép mình trì hoãn hoặc biện mình cho thái độ lười biếng, thiếu trách nhiệm với bản thân. Sống chậm sao cho vừa lợi cho mình, vừa lợi cho người, sống hướng đến giá trị bên trong, trân trọng những điều bé nhỏ thường ngày và cảm nhận từng giây phút hạnh phúc theo cách của riêng mình. Bạn đã có bao giờ có trải nghiệm, bạn nghĩ rằng công việc hiện tại cho mình thu nhập quá khiêm tốn nên lao vào các công việc bán thời gian. Cuối cùng bạn không kiếm được nhiều tiền mà lại đánh mất rất nhiều cơ hội. Bạn thấy việc tập thể dục có tác dụng giảm cân quá chậm nên vội vàng sử dụng các loại thuốc giảm cân. Cuối cùng cơ thể không giảm được mấy cân mà sức khỏe ngày càng tệ đi. Để nhanh chóng gia tăng giá trị cá nhân, bạn mải mê tham gia các khóa học đào tạo. Kiến thức chẳng học được bao nhiêu mà tiền thì ra đi mãi mãi. Nhà văn Hy Lạp Aesop đã từng nói, cố gắng hoàn thành một việc gì đó một cách vội vàng để đạt được mục đích tăng tốc sẽ luôn khiến bạn thất bại. Càng mong thành công nhanh càng dễ bỏ cuộc giữa chừng. Càng mong thành công nhanh càng vội vàng lãng phí. Một người khôn ngoan thực sự hiểu rằng chậm mới là nhanh thực sự. Theo đuổi tốc độ một cách mù quáng đang dần làm bạn kiệt sức. Đại văn hào vĩ đại của nhân loại William Shakespeare đã từng nói, khi chúng ta đuổi theo một cái thứ gì đó, chúng ta không được chạy quá nhanh. Nếu chúng ta chạy quá xa, chúng ta sẽ không đạt được nó. Nôn nóng làm thật nhanh mọi việc mà không xem xét đến hậu quả thường khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Có hai người công nhân vệ sinh, một nam một nữ đang dọn rác trên đường phố.
Người đàn ông to khỏe để tăng tốc liền trực tiếp tung thật cao, ném túi rác vào xe cách đó 5 mét. Người phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại, cô lần lượt kéo các túi rác rồi chất lên xe. Khi người đàn ông ném đến túi rác thứ 3, túi rác đột nhiên rách giữa chừng, tung tóe khắp mặt đất. Anh sững sờ vài giây, không còn cách nào khác đi nhặt lại từng mảnh rác một. Trong khi đó, động tác của người phụ nữ tưởng chậm nhưng đều đặn trong suốt quá trình và hiệu quả công việc cuối cùng lại nhanh hơn người đồng nghiệp nam. Triết gia Francis Bacon đã từng nói, người thực sự nhanh nhạy không phải là người làm việc thật nhanh, mà là người làm chúng thành công và hiệu quả. Việc phải được làm từng chút, bữa ăn phải thưởng thức từ từ. Muốn được thưởng chén canh ngon, đậm vị, bạn phải trải qua từng bước hầm canh chậm rãi. Muốn thấy được cảnh núi non hùng vĩ, trước tiên phải học leo từng bậc thang. Một bậc thầy thực sự không bao giờ nóng vội tìm kiếm thành công, mà mở ra sự chuyển hóa từng bước một. Cuộc đời cũng như một cuộc chạy đường trường, cuộc đua này có thể kéo dài vô thời hạn, và nhiệm vụ của bạn là làm thế nào để chạy thật tốt. Đừng vội vàng bật phóng khi pháo lệnh vừa phát, mà ta hãy cố gắng giữ sức mình cho đến gần cuối. Nếu chúng ta tuân theo phương châm đi sau, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy được kinh nghiệm và vượt qua hầu hết mọi người trong một cuộc chạy đồng đều. Lý do tại sao điều này xảy ra? Vì thể lực của con người là có hạn, chúng ta là máu thịt nên không thể cứ lao nhanh mãi được. Nếu lao quá nhanh, ta sẽ gục ngã. Lúc này, nếu biết từ tốn thì mọi thứ chúng ta nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn cái mà lao nhanh ngắn hạn mang lại cho chúng ta. Trên thế giới này, chỉ có 2 loài động vật có thể vươn tới đỉnh cao của kim tự tháp. Một là con đại bàng có lợi thế bay lượn, 2 là ốc sên, động vật mà chúng ta thường coi thường. Đó là sự khôn ngoan của những con ốc sên, biết từng bước tích lũy sức lực. Dù rất yếu, nhưng ốc sên đã vượt lên chính mình, vượt lên trên người khác, sánh vai cùng với đại bàng. Đường tắt nhanh nhất trong đời là đi chậm. Ngày xưa, có một người rất ngưỡng mộ thần tiễn, hạ quyết tâm phải bái được thần tiễn làm thầy của mình. Sau nhiều lần thỉnh cầu, thần tiễn cuối cùng cũng đồng ý nhận anh làm đệ tử. Thần tiễn đưa anh ta một cây kim nhỏ, bảo anh ta đặt nó ra phía xa, rồi hàng ngày luyện tập nhìn vào cây kim đó. Vài ngày sau, anh học trò ngờ hoặc tìm tới thần tiễn và hỏi rằng, đệ tử tới đây là để học công nghệ, ngày nào cũng nhìn kim, có thể nhìn ra được cái gì? Lúc nào đệ tử mới được học nghệ thực sự vậy? Thần tiễn nói, thứ mà người đang nỗ lực mỗi ngày chính là đang học nghệ, về tiếp tục nhìn đi. Vài ngày sau, thần tiễn dạy anh học trò tăng thêm sức mạnh cho cánh tay. Thần tiễn kêu anh học trò duỗi thẳng tay, rồi sau đó đặt một hòn đá lên 2 bàn tay. Làm vậy quả thực rất khó. Anh học trò lại không thông và đáp rằng, thầy ơi, đệ tử chỉ muốn học nghệ thôi, ngày ngày nâng đá như vậy có tác dụng gì đâu. Cứ như vậy, anh học trò nản lòng, không muốn tiếp tục nữa. Thần tiễn phát hiện ra anh học trò không có đủ sự kiên nhẫn, vì vậy đã để anh ta ra đi. Sau này, anh học trò ấy lại bái một người khác làm thầy học nghệ bắn tên. Nhưng vì lúc nào cũng vội vã, muốn nhanh nhanh chóng chóng học được, nên chẳng học được cái gì, mất công đi tìm biết bao nhiêu thầy. Bảo bạn mỗi ngày múa kiếm 100 lần như một bài học cơ bản, vậy thì đừng hỏi liệu có đường tắt nào, chỉ luyện 50 cái là đã có thể mang kiếm đi oanh tạc giang hồ được không? Thay vì tìm kiếm đường tắt, chi bằng nghiêm túc nhẫn nại đi tốt mỗi một con đường cơ bản nhất. Một thanh niên tốt nghiệp từ trường đại học danh giá, lần đầu tiên vào công ty, anh ta đã nóng lòng muốn thể hiện mình. Thậm chí anh ta còn nói thẳng với lãnh đạo là muốn được thăng tiến. Sau một thời gian, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản. Anh ấy thậm chí không hiểu những nghiệp vụ cơ bản và không có thái độ nghiêm túc. Căn bản là do anh ta quá háo hức được thăng tiến, quá vội vàng mà quên mất rằng công việc cũng đòi hỏi từ những điều cơ bản, đòi hỏi xây dựng hợp tác, hỗ trợ với tất cả mọi người xung quanh. Và chuyện hợp lòng đồng nghiệp, nâng cao năng lực không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà là kết quả của sự tích lũy không ngừng qua nhiều năm. Đi chậm từng bước một, rồi sẽ có ngày bạn phát hiện ra mình mới là người đi được xa nhất. Chỉ khi học được cách đi chậm lại, chúng ta mới có thể thực sự đi ngày càng nhanh.
Nhìn vào xã hội này, bạn sẽ thấy những người thành công đều đạt được ngày hôm nay bằng cách từ từ rèn luyện trong một lĩnh vực. Những người thực sự thông minh đều biết, chỉ có chậm mới là nhanh thực sự. Cuộc sống là vậy, sự phát triển của mọi thứ đều phải trải qua quá trình từ từ. Trong quá trình đi lên, nếu bạn nóng vội và muốn đạt được một cách nhanh chóng, bạn sẽ sớm đi chệch hướng và không đạt được cái gì. Chỉ bằng cách đi chậm lại và nghiền ngẫm từng bước một, thành công mới có thể có trong tầm tay. Ở đời, ai chẳng muốn giàu sang thành đạt, ai cũng có mơ ước khát vọng riêng của bản thân. Do vậy, ai cũng có kế hoạch để đạt được mục đích đã đề ra. Người biết sống chắc chắn phải là người biết lập trình đường đi tới đích phù hợp với thời gian, phù hợp với xã hội và phù hợp với sức mình. Trong cuộc sống, có một số người do tham lam quá độ và thiếu hụt lương tâm đã dùng mọi thủ đoạn bất chấp đạo lý để nhanh chóng đạt được mục đích. Lối sống ấy chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả bi thảm. Chậm không phải là hài lòng với hiện trạng và dừng tiến bộ, mà chậm để ổn định và tiến bộ lâu dài hơn. Mỗi người đều có thời kỳ nở hoa của riêng mình. Hãy kiểm soát nhịp điệu của chính bạn và từ từ tiến về phía trước.